Xin chào mọi người đã quay trở lại xem những clip của mình, Trương Lộc. Thì clip trước Trương Lộc đã trình bày cho mọi người dòng Pro một số có giá từ 5 đến 10 triệu, đó là chiếc máy Nikon D3. Thì hôm nay mình sẽ trình bày cái dòng chủ yếu là dòng 3 số, còn dòng 2 số thì có Nikon D90 thì nó có giá dưới 5 triệu, mình đã nói ở clip trước. Thì bây giờ mình không nói lại, mình sẽ tập trung vào cái dòng 3 số, vì dòng 3 số có khá là nhiều máy như là Nikon D300. Thì có giá dưới 5 triệu, mình đã nói ở clip những chiếc máy ảnh Nikon có giá dưới 5 triệu. Và Nikon tiếp theo đó là Nikon D500, thì chiếc máy ảnh này có giá rất là cao. Mình sẽ nói ở những clip sau. Chiếc máy ảnh từ 5 đến 10 triệu thì có là Nikon D600, D610, D800, D800E, D700. Thì đó là những chiếc máy ảnh Nikon dòng 3 số mà khá là chất lượng, có giá từ 5 đến 10 triệu hiện nay. Thì mình sẽ trình bày từng chiếc một, ưu nhược điểm của từng chiếc để mọi người có cái nhìn tổng quát và có cái định hướng là mình nên mua chiếc máy ảnh nào với giá từ 5 đến 10 triệu. Thì đầu tiên mình giới thiệu mọi người đó là chiếc máy ảnh Nikon D600. Thì Nikon D600 nó có ưu điểm là nó có 24 megapixel, đây là cái megapixel khá là lớn. Những chiếc máy ảnh như Nikon D700 hoặc là những chiếc máy ảnh Nikon đời cách đây hơn chục năm như Nikon D3 thì có là 12 megapixel thôi, nhưng mà Nikon D600 là đến 24 megapixel. Và nó có 39 điểm lấy nét. Thì cái điểm lấy nét 39 điểm là không phải là cao, mà đa số những cái dòng trước đó là đạt 51 điểm lấy nét, nhưng mà nó chỉ có 39 điểm lấy nét thôi. Nó có ISO 25600, thì cái ISO này là cũng tương đối gọi là trung bình, chưa đến mức cao. Có được cái quay phim HD, nhưng mà cái quay phim của dòng Nikon thì mình thấy là chưa được mọi người đánh giá cao, nên gì có thì tốt hơn là không có. Thì ưu điểm của nó là nó nhẹ, màu sắc khá đẹp, megapixel 24 megapixel là khá được và giá tương đối là rẻ. Nó sử dụng hai cái thẻ SD đó, nó hơn cái dòng D3 và D300, D700 là phải dùng thẻ CF. Tuy nhiên nó là hai thẻ SD, thứ nhất thẻ SD thì vừa nhỏ vừa rẻ tiền và có thể kết hợp được với những cái bộ phận mà tiếp nhận như là laptop hoặc là những cái công cụ để mà tải ảnh vào điện thoại hay là laptop là nó dễ hơn là thẻ CF thì hơi phức tạp hơn. Cả đau đọc thẻ nhớ thì của SD vẫn rẻ hơn là của CF, nhưng mà nó có một số nhược điểm như là 39 điểm lấy nét. Điểm lấy nét là như vậy là không được nhiều, nên chỉ nó lấy nét là không được tốt lắm. Thì nó tốc độ của nó chỉ có 1:4 thôi, nên chỉ khi mà chụp thể thao, nhưng chụp cái nhìn tốc độ cao thì nó hơi đuối. Và nó có một cái bệnh mà rất là nặng mà làm cho anh em khi mà nghĩ tại chiếc máy ảnh D600 là không muốn mua, đó là cái bệnh chảy dầu hoặc là dính bụi trên sensor. Thì những cái bệnh này khi mà Nikon sản xuất ra là đã phát hiện ra lỗi, và nhất là những chiếc máy Nikon D600 đời đầu sau này Nikon có khắc phục lỗi, nhưng mà mình cũng chưa thấy là nó được an toàn cho lắm, và anh em vẫn rất là sợ khi mua một chiếc máy Nikon D600. Thì cái lỗi chảy dầu đó thì một trong những cái lỗi mà tương đối nặng của Nikon D600. Và ngoài cái lỗi chạy dao đó ra thì nó có một số cái điểm yếu như là nó lại nét yếu hay trượt nét. Để mà nét thì phải chụp live view, nhưng mà live view của nó lại nét cũng rất là chậm. Còn mà nó mà lại nét mà nhanh thì cũng khá là tuyệt vời rồi, nhưng mà live view của Nikon D600 là khá là chậm. Và cái sạc L15 của Nikon D600, D610 thì cái sạc pin rất hay bị hư. Đó là một cái điểm yếu của cái dòng 3 số của Nikon. Cái măng trập của Nikon D600 cũng như D610 là rất hay bị rách. Đó, nói chung là Nikon D600, D610 là rất có cái bệnh hai măng trập và lại nét yếu, chụp hay trượt nét. Đó là cái bệnh của Nikon D600. D610 về ngoại hình và máy cái tính năng là nó gần như tương tự như cái Nikon D600 vậy. Tuy nhiên nó khắc phục được cái lỗi chạy dầu, và nó cũng có những cái bệnh mà gần như là tương tự Nikon D600, như là lại nét chậm, chụp live view kém, tốc độ chỉ có 1:4, sạc hay hư. Pin L15 thì tốt, nhưng mà cái sạc của nó sạc pin là hay bị hư, và tốc độ chỉ có 1:4, và còn lại mọi cái tính năng là gần như Nikon D600. Thì Nikon D600 và D610 thì cái giá nó chênh nhau không có nhiều. Nếu mà mua thì mua Nikon D610 thì sẽ yên tâm về cái lỗi mà chạy dầu hơn, vì Nikon D610 là đã khắc phục được cái lỗi chạy dầu. Thì hai chiếc máy ảnh này thì hiện tại là có giá dưới 10 triệu. Nikon D600, D610 với những cái lỗi và điểm yếu như vậy thì có nên mua hay không? Với bản thân mình thì mình cũng sẽ không mua, vì một cái số điểm yếu như vậy là tương đối nặng nề. Làm nghề chuyên nghiệp mình nghĩ là hơi bị ức chế khi mà làm nghề chuyên nghiệp với chiếc máy Nikon D600 và D610. Bây giờ mình qua chiếc máy ảnh Nikon D700. Thì Nikon D700 mình đã làm một clip
rất là chi tiết về chiếc Nikon D700 này. Nghĩa là mình đã trình bày khá là nhiều rồi, mình chỉ nói sơ qua là Nikon D700 là một trong những chiếc máy ảnh mà ổn định, bền bỉ và làm nghề chuyên nghiệp rất là tốt. Nên chi với giá tiền dưới 10 triệu, nếu mà mọi người làm nghề chuyên nghiệp và muốn ổn định sử dụng nó lâu dài và không cần đầu tư nhiều tiền thì Nikon D700 là chiếc máy ảnh Nikon đáng để mua nhất. Nó chỉ có 12 megapixel nhưng mà cái độ bền của nó rất là tốt. Nó có tốc độ 8051 điểm lại nhạc và chế độ lại nhạc 3D tracking thì mình có thể chụp thể thao thoải mái được rồi. Và nếu mà không yêu cầu mà crop ảnh nhiều thì 12 megapixel là mình nghĩ là đủ để mà dùng với những cái sự kiện bình thường. ISO của nó cũng chấp nhận được là ISO tối ưu khoảng 1600. Nên như vậy là một chiếc máy ảnh mình nghĩ tương đối là hoàn hảo. Nikon D700 mình nghĩ là nó có một cái vài điểm mà cũng không quan trọng lắm, làm cho mọi người không có mua nó là như là như nó dùng thẻ CF, ngoại hình hơi to và ISO hơi thấp. Mình nghĩ đó là cái ba cái điểm yếu mà của Nikon D700 làm cho mọi người hiện tại là không sử dụng nó nhiều. Chứ còn lại mọi tính năng là mình nghĩ nó là rất là tuyệt vời, là một chiếc máy ảnh đáng để mua với giá dưới 10 triệu. Mình nghĩ dưới 10 triệu dòng 3 số là nó là chiếc máy ảnh đáng để mua nhất. Dòng 3 số tiếp theo mà mình nghĩ hiện tại có giá loanh quanh 10 triệu hoặc có thể kiếm những chiếc máy ảnh cũ có giá dưới 10 triệu, và mình cũng đã từng bán những chiếc máy ảnh dòng 3 số Nikon D800, D800E có giá dưới 10 triệu hoặc là trên 10 triệu một chút thôi. Nhưng mà hiện tại mình nghĩ là nó cũng có thể có giá dưới 10 triệu. Thì Nikon D800 và D800E là nó có những đặc điểm gì? Thì cái dòng 800 và 800E này là đã từng so sánh với Canon 5D3 thì mình nghĩ là dòng Nikon D800, D800E là nó không có được thành công lắm so với chiếc máy ảnh 5D3 của Canon. 5D3 là một chiếc máy ảnh rất là thành công và hiện tại mọi người vẫn đi săn lùng và sử dụng nó rất là nhiều. Rất là nhiều tiệm máy ảnh lớn hiện tại vẫn dùng Canon 5D Mark 3. Tuy nhiên Nikon D800 và Nikon D800E thì hiện tại rất ít tiệm máy ảnh sử dụng nó, bởi vì nó có một cái số ưu và nhược điểm như thế này, mà nhược điểm là nhiều hơn ưu điểm. Thì ưu điểm của nó là gì? Có đến 36 megapixel, đó là một megapixel rất là lớn, 3 lần Nikon D700 và Nikon D3. 36 megapixel là phóng ảnh lớn cực kỳ là to luôn và có thể crop thoải mái, màu nó khá là đẹp. Thực ra mình thấy mình Nikon D600, D610, D800, D800E là cái màu là tương tự nhau. Nhưng mà cái màu của bên Nikon D800 và 800E là nó tương đối sâu hơn, và khi mình chỉnh Photoshop là mình thấy sẽ đẹp mắt hơn. Cái dải màu của Nikon D800, D800E là nó rộng hơn Nikon D600 và D610. Thì Nikon D800 và D800E là gần như nó như nhau, nhưng mà chỉ khác á là Nikon D800E là nó có cái chống được cái hiện tượng răng cưa khi mà chụp ảnh. Thì cái đó thì đôi lúc mà nhiều người cũng không để ý. Và còn lại thì mọi thứ chiếc Nikon D800 và D800E là nó gần như nhau. Và cái độ bền của nó về ngoại hình là độ bền của D800, D800E là nó gần như là Nikon D700, nó có vỏ bằng hợp kim manhê là tương đối bền. Và nó có quay phim HD cũng 51 điểm lại nhạc như Nikon D700. Nó nhẹ hơn Nikon D700 một chút. Đó, thì đó là những cái ưu điểm của nó. Tuy nhiên nó có những cái nhược điểm mà làm cho nó mất giá kinh khủng và mọi người không sử dụng nó nhiều, đó là cái lỗi trượt nét. Thực ra khi nó trượt nét thì mình có thể là cưng lại được, nhưng mà sau đó rồi nó còn bị lại và rất là khó chịu. Để mà nét thì mình chụp live view là cực kỳ nét và rất là đẹp, nhưng mà live view thì là chậm. Nhưng mà chụp live view một thời gian là hư hộp gương. Thì cái hộp gương của nó có giá từ 3 đến 4 triệu mà không phải là lúc nào cũng có để mà thay. Kiếm cái hộp gương không phải là dễ. Để mà nét thì phải chụp live view, mà không chụp live view thì rất là nhiều ống kính bỏ qua là không được nét. Bởi vậy khi dùng Nikon D800 và D800E là rất là dễ. Mặc dù màu sắc thì nó đẹp, bởi vậy sau này anh em rất là ngại và sợ dùng Nikon D800 và D800E và nó rớt giá rất là kinh khủng. Và vì cái megapixel nó lớn quá nên tốc độ chụp của nó chỉ có là 4 hình trên giấy thôi, nên với cái tốc độ này thì không có chụp thể thao hoặc là chụp chuyển động tốt được. Như vậy mình vừa trình bày xong cho mọi người những chiếc máy ảnh Nikon có giá từ 5 đến 10 triệu. Thì từ 5 đến 10 triệu mọi người có thể tìm Nikon D600, D610, D700, D800, D800E. D750 thì có giá trên 10 triệu. Mình rất hiếm khi thấy chiếc máy ảnh Nikon D750 nào có giá dưới 10 triệu. Trong những chiếc máy ảnh Nikon D600, 610, D700, D800 và 800E thì chiếc máy ảnh Nikon D700 là chiếc máy ảnh Nikon ổn định nhất. Và mình nghĩ là cũng là đáng để mua nhất. Với giá tiền của nó là cũng giá là rẻ nhất trong 5 chiếc máy ảnh
Nikon dòng 3 số mà có giá từ 5 đến 10 triệu. Thì nếu là mình thì mình sẽ mua Nikon D700. Còn mọi người mà chỉ chụp chơi thôi và không có ngại trượt nè hoặc là không ngại chụp live view thì nên mua Nikon D800 hoặc 800E là rất là tốt, màu sắc rất là đẹp, mình đã từng chụp thử rồi. D800, D800E chụp live view rất là đẹp. Còn chụp mà không live view, chụp qua kính ngắm thì nó ao nẹt khá là nhiều và gần như ống nào nó cũng bị lệch nẹt cả. Đó, sửa lại thì cũng được nhưng mà sao nó rồi nào cũng bị lại rất là khó chịu. Mà mua một cái máy ảnh mà nó chụp mà không còn nẹt và không có được hoàn hảo lắm, đôi lúc cũng làm cho mình cảm thấy ức chế. Thì mình đã vừa trình bày xong những chiếc máy ảnh Nikon có giá từ 5 đến 10 triệu, thì qua cái clip này mọi người có thể định hướng và tìm hiểu sâu thêm chiếc máy ảnh nào. Hy vọng clip của mình sẽ giúp ích được cho mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Nếu có gì khó khăn và trở ngại, mọi người cứ nhắn tin trên Facebook của mình, đây là Facebook cá nhân của mình.